Các bác thân mến, hôm nay là kênh Chim Cô Gái Hay sẽ gửi tới các bạn những cái mẫu hình của những đôi chim cua giống da già. Nó rơi vào tầm khoảng 40 ngày tuổi đến 60 ngày tuổi, có nghĩa là 1 tháng rưỡi cho đến 2 tháng. Thì đây là những chú chim mà mình đã tách ra rồi. Chúng đã có khả năng ăn uống độc lập. Và ở mỗi một cái chân của con chim thì đều được gắn những cái số quy ước theo từng đôi. Đấy. Các bạn có thể thấy rõ là cũng khá là thuần thục. Đây là giống chim cu cườm phấn hồng. Đấy. Chúng các bạn nhìn thấy cái vòng đeo ở chân. Đây là những cái mã cái số tự nhiên tính từ 0 đến số 9. Ví dụ như hai con số 3 thì nó sẽ là một đôi, và hai con số 8 nó sẽ là một đôi. Thì để làm cái điều này thì trước khi mình tách mẹ hoặc là mình bắt ra khỏi vú nuôi thì mình bón hay là mình để cho nó độc lập thì đều có những cái đánh dấu và quy ước như vậy. Chính vì vậy là các bạn cũng yên tâm là các bạn thường các bạn mua một đôi thì sẽ có một trống, một mái. Đó. Mình có thể zoom lại một chút cho các bạn xem. Các bạn xem cho nó rõ. Đó, rất là rõ đúng không ạ? Giống chim này là giống chim giống. Mình chuyển theo cặp cho các bạn. Đây là những cái đôi chim giống. Đấy. Nếu như các bạn tinh ý thì các bạn có thể thấy được những cái đôi chim bố mẹ và những đôi chim vú nuôi như thế này. Vú nuôi. Chim bố mẹ thì đang ấp ở bên trong. Mình sẽ zoom đến cho các bạn xem. Đây là những con chim mẹ, con chim bố đang nuôi con. Nó. Xem bên trong này là những con chim đang ấp và đang nuôi con. Thì năm nay thì chim cu gáy hay cũng khá là bận bịu với cái số lượng con giống đà điểu. Mong các bạn cũng thông cảm. Cái kênh chim gáy bây giờ tính từ 20 tháng 5 đổ đi thì sẽ có những cái video tương đối là dài và chia sẻ những cái chủ đề nó khá là rõ ràng. Ở đây thì các bạn đang nhìn thấy trên màn nhỏ các bạn là dòng lai F2 của dòng chim Nhật và chim cu cườm. Đó, đây là F2 của dòng chim Nhật và chim cu cườm nhé. Đây các bạn có thể nhìn rõ luôn. Khá là mới lạ và cũng rất là buồn cười. Đấy. Ngoài ra thì những cái lượng mà mình ghép đôi năm nay là rất là nhiều. Số lượng ghép đôi rất là nhiều.
đôi. Đây là những chú chim hậu bị để chuẩn bị cho cái nứa ghép của năm nay. Những chú chim này rất là đẹp to, mình nhân giống là đều là phấn hồng chim khổng lồ. Nếu các bạn để ý kỹ thì có thể thấy rất là to, rất là đẹp luôn. Ở đây thì mình dùng hai hàng gạch chi để mình tạo thành cái lối đi để tiện cho công tác chăm sóc. Và những chú chim của chúng ta thì để đây là một chú chim mình xin giới thiệu sơ bộ là chú chim khổng lồ phấn hồng. Giống chim của mình năm 2019 tầm như thế này là rất là nhiều. Đấy. Và những cái các bạn muốn mua những đôi chim vừa là chim sinh sản vừa là chim khách thì các bạn nên mua những đôi chim như này. Rất là nhiều chim đúng không ạ? Các bạn đang xem truyền hình chiều kênh Chim Của Gáy Hay của đồng chí Thao. Số điện thoại là 033 5305982, 0989177982. Đến với trang trại và vườn chim Của Gáy Hay thì các bạn có thể được trải nghiệm và được xem những cái đôi chim với cái giống giọng được tuyển chọn, được chất lọc rất là kỹ càng. Đấy, các bạn có thể thấy là những đôi chim này rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp và thuần luôn. Đấy.
Đây là những lứa chim hậu bị cũng đã bắt đầu đến cái năm của năm nay, bắt đầu chúng ta sẽ ghép. Chúng ta sẽ ghép dần dần các bạn nhé.